nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Rồi, phần số 1 các bạn ghi cho cô. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. Số 4 mà con, cái đó là số 4 mà cô. À cái này viết nhầm rồi con viết số con viết số 1 đi con. Con viết số 1 đi, sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại. Tụi con mở sách giáo khoa trang 27 nha tụi con. Tụi con mở sách giáo khoa trang 27. Tụi con ghi cho cô bài số 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Sự chuyển biến gì vậy? Câu hỏi lớp mình có bạn nào chưa có sách không? Có. Có bạn nào chưa có sách giáo khoa? Dạ con. Con tên gì? Tên Lộc. Lộc, Lộc ơi, con ở thành phố hay là con ở về quê con học rồi con? Con ở dưới quê. Con ở dưới quê hả? Rồi, có bạn nào ở thành phố mà chưa có sách không con? Dạ con. Con. Bạn nào vậy con? Dạ con Yến Oanh đó con. Oanh ơi, con ở đâu vậy con? Dạ con ở quận 8. À con ở quận 8 hả? Ờ, ta nói bố mẹ làm sao liên hệ là tìm sách cho con học nha con. Bây giờ là đã đi lại được rồi đó con. Tụi con chịu khó tìm sách học nha tụi con. Tại vì tụi con sẽ học hết học kỳ 1 là học online đó. Giờ tụi con không có sách là tụi con không có theo kịp các bạn trong lớp đâu. Nha tụi con. Sự chuyển biến gì vậy? Rồi bây giờ các bạn sang cho cô bài số 5. Sự chuyển biến từ xã hội. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Được chưa? Các bạn không có sách các cô đọc cho các bạn ghi nha. Bài 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Phần số 1. Sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. Rồi bây giờ các bạn quan sát cho cô. Tí nữa cô sẽ cho các bạn chép tiếp nè. Nha, tí nữa cô cho các bạn chép tiếp. Bạn nào chưa chép kịp tí nữa chép tiếp. Rồi bây giờ các bạn đọc cho cô câu chuyện dạ. Trên. Bạn Hoàng Đạt có sách không? Dạ có ạ. Rồi con đọc cùng cô câu chuyện đi con. Dạ thưa cô là người băng. Dạ thưa cô là người băng Úc Di hơn 5.000 năm tuổi được tìm thấy trong băng ở núi Amber thuộc nước Italia cùng với một số công cụ bằng kim loại như rìu đồng, mũi tên đồng. Đáng chú ý là trên người Úc Di cũng còn một mũi tên đồng cắm sâu vào vai trái. Phát hiện này là một bằng chứng quan trọng giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự chuyển biến của xã hội cuối thời kỳ nguyên thủy, khi đã không còn là nguyên liệu duy nhất để chế tạo công cụ lao động hay vũ khí. Đây, đây, dạ cảm ơn con. Đây là một bản phục dựng người băng ốp đi. À, các bạn nhìn qua cái câu chuyện của bạn Đạt vừa đọc cho chúng ta nghe. Một cái bản phục dựng người băng ốp đi. Người ta đã tìm thấy cách đây hơn 5.000 năm tuổi, một người băng Úc đi được tìm thấy trong băng ở dãy núi Amber thuộc nước Italia. Đây, khi mà người ta tìm thấy người Úc đi này, vậy thì các bạn hãy cho cô biết xem, khi phát hiện người băng này, một cái bản phục dựng người băng, người ta đã tìm thấy được cái dấu tích người băng cách đây 5.000 năm tuổi. Vậy các bạn cho cô biết là tại sao chúng ta có thể biết người băng ốp đi sống vào đầu thời kỳ đồ đồng khi kim loại bắt đầu xuất hiện? Dạ, làm sao mình biết được
mình biết được là người băng này sống vào thời kỳ đồ đồng. Dạ, con Tiến Dũng ạ. Đầu xuất hiện. Các bạn lưu ý dùng cô là trước đây người nguyên thủy sống chủ yếu là thời đồ đá. Và tất cả các công cụ đều được làm bằng đá. Còn khi người ta tìm thấy bản phục dựng của người ốt đi dưới chân núi Amber, trong lớp băng dưới chân núi Amber, thì người ta thấy là người ốt đi này đã sống vào thời kỳ đồ đồng khi kim loại bắt đầu xuất hiện. Vậy thì người ta dựa vào dấu tích nào để người ta xác định được là người ốt đi sống vào thời kỳ đồ đồng khi kim loại bắt đầu xuất hiện? À, cô mời bạn Gia Mỹ. Cô mời bạn Gia Mỹ. Yes, thưa cô là cùng với một số công cụ bằng kim loại như rìu đồng, mũi tên, đáng đồng, đáng chú ý là trên người ốt đi vẫn còn một mũi tên đồng cắm sâu vai trái. Phát hiện này là một bằng chứng quan trọng giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự chuyển biến của xã hội cuối thời kỳ nguyên thủy. Khi đó không còn là nguyên liệu duy nhất để chế tạo công cụ lao động hay vũ khí. À đúng rồi, các bạn nhớ giùm cô nha. Người nguyên thủy thì sống chủ yếu là thời kỳ đồ đá, có nghĩa là công cụ bằng đá. Nhưng cách đây 5.000 năm tuổi... Dũng ơi, mở cam lên con. Thái Bình vô cho Thái Bình. Tìm thấy được người băng thì chi tiết cho thấy người ốt đi đó có của ăn của để tích lũy lương thực, đó chính là gì? Các bạn thấy là như bạn Gia Mỹ mới cho chúng ta thấy dấu hiệu, đó là người ta tìm thấy được chiếc rìu đồng nè, mũi tên đồng nè, rồi đáng chú ý nữa là người ta còn tìm thấy mũi tên đồng cắm sau vai trái của người ốt đi nữa. Vậy thì phát hiện này để cho thấy được là sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại đã xuất hiện vào thời kỳ cách đây hơn 5.000 năm tuổi ở người ốt đi. À, các bạn thấy được đó là một cái công cụ lao động bằng kim loại đã xuất hiện. Kim loại được phát hiện ra như thế nào? Kim loại được phát hiện ra như thế nào? Các bạn dựa vào nguồn sử liệu, sách giáo khoa. Các bạn có thể cho cô biết xem kim loại được phát hiện ra như thế nào? Tín Dũng. Dạ thưa cô, là kim loại lại được phát hiện ra vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Con người tình cờ phát hiện ra đồng đỏ khi khai thác đá. À đúng rồi, các bạn thấy. Và đầu tiên niên kỷ 2 trước công nguyên họ đã luyện ra được đồng thau và sắt ạ. À đúng rồi, cảm ơn con. Các bạn thấy được là con người đã phát hiện ra kim loại khi mà con người tình cờ khi mà khai thác đồ đá, khi khai thác đồng đỏ thì phát hiện ra, khi khai thác đá nè, khi khai thác đá chúng ta thấy là đã phát hiện ra đồng đỏ. Đây các bạn thấy, và kim loại được con người tình cờ phát hiện ra khi khai thác đá vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Đây, cho cô biết xem đồng có ở đâu, ngoài những kim loại nào, ngoài đồng ra thì kim loại nào còn được khai thác trong tự nhiên? Ngoài kim loại ra còn có kim loại nào được khai thác? Quang Anh con. Nhớ cô là sắt thép. À sắt thép, đúng rồi. Và được khai thác ở đâu vậy con? Được khai thác ở đâu? Cô là được khai thác trong hang động tự nhiên. Đâu nữa? Sớm nhất là ở đâu? Đây, cảm ơn con. Các bạn thấy là đồng có sẵn trong tự nhiên. Đúng rồi, bạn Quang Anh đã trả lời đúng rồi đó con. Được khai thác sẵn trong tự nhiên là đồng đỏ.
Và từ đó người ta đã biết sử dụng lửa và đồ gốm dẫn đến việc luyện ra đồng thau và sắt. Đó là quá trình xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. Các em hãy quan sát hình 3.2 đến hình 5.4. Hình 5.2, đọc cho cô hình 5.2 là gì đi Khánh Linh. Khánh Linh. Dạ. Đọc cho cô hình 5.2. Dạ, cô hình 5.2 là kiếm, dao găm và các vật dụng bằng vật dụng bằng sắt Misen 1600 năm trước Công nguyên. À đúng rồi, bạn Đạt ơi, Đạt đọc cho cô hình 5.3. Dạ thưa cô, là hình 5.3 dụng cụ khai thác mỏ bằng đá và đồng ở Timor. 5.4 con. Dạ thưa cô, là hình 5.4 là cày gỗ có lưỡi bằng đồng khoảng thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên Ai Cập. Rồi, vậy các bạn nhìn vào ba bức hình trên, các bạn hãy cho cô biết xem công cụ và vật dụng bằng kim loại có điểm gì khác biệt về hình dáng, chủng loại so với công cụ bằng đá. Tụi con nhìn thấy công cụ bằng kim loại nó có khác về hình dạng so với công cụ bằng đá không tụi con? Tụi con thấy là nó khác. Bạn cô thấy bạn bạn Gia Mỹ giơ tay nè con, Gia Mỹ trả lời giúp cô đi con. Dạ thưa cô là có. Cả khác nhau như thế nào con, khác biệt như thế nào? Về hình dáng nó khác nhau tụi con? Dạ, dạ có. Bây giờ các bạn thấy là công cụ bằng đá, công cụ bằng đá chỉ là những Quang Anh trả lời giúp cô đi con. Dạ. Quang Anh. Thưa cô, sao con? Công cụ bằng đá lấy từ tự nhiên nên nên người ta sẽ không làm nó sắc bén hơn, còn đồ kim loại nó sẽ sắc bén hơn và tăng công suất lao động cao hơn. Đúng rồi, bạn Quang Anh trả lời rất là tốt, rất là giỏi nè tụi con. Các bạn thấy là công cụ bằng đá chỉ là những công cụ vừa bằng nắm tay thôi để hỗ trợ cho người lao động thôi. Nhưng mà công cụ bằng kim loại về hình dáng nó sắc sảo hơn, đẹp hơn, sắc hơn và nó giúp cho chúng ta nhiều cái mục đích trong lao động hơn. Các bạn thấy là ví dụ như là kiếm, dao găm và vật dụng nè. Tất cả những vật dụng này đều có những hình dạng và đều có những cái mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ như kiếm, dao găm và các vật bằng công cụ. Ở đây các bạn nhìn các bạn thấy ngay, công cụ vật dụng bằng kim loại phong phú hơn, đa dạng hơn, hiệu quả hơn nhiều so với công cụ dụng cụ bằng đá như là rìu tay, dù mài lưỡi, có tra cán. Gia Mỹ và Trí Dũng mở cam lên cho cô con. Mũi tên thì bằng mũi tên bằng cây, lưỡi cày bằng gỗ. Chúng ta thấy nó đa dạng, phong phú hơn. Còn công cụ bằng đá nó chỉ là những cái nắm đá bằng nắm tay để giúp cho mọi con người có thể lao động. Vậy thì các bạn thấy được sự xuất hiện của bằng công cụ kim loại rất là đa dạng, giúp hiệu quả hơn. Kim loại được sử dụng vào mục đích gì trong đời sống của con người vào cuối thời nguyên thủy được không? Kim loại được sử dụng nhằm mục đích gì? Bạn Quỳnh Nam. Dạ con Quỳnh Nam. Dạ con Quỳnh Nam. Dạ con Quỳnh Nam. Dạ con mời bạn Quỳnh Nam. Dạ thưa cô, là kim loại được sử dụng vào các mục đích sau là chế tạo công cụ lao động vũ khí, làm đồ trang sức, vòng tay, vòng cổ, rồi khai thác mỏ dùng dụng búa đục lưỡi rìu bằng đồng để khai thác mỏ đồng, xuất hiện nghề luyện. Dạ đúng rồi, cảm ơn con. Bạn nào bổ sung nữa không?
Đây, các bạn thấy nào về công cụ bằng đá? À, xin lỗi, kim loại được sử dụng và thứ nhất là chúng ta thấy là khai phá đất quen, tăng diện tích đất trồng trọt, xẻ gỗ là xẻ gỗ, đóng thuyền, xẻ đá làm nhà và khai thác mỏ. Ngoài ra thì công cụ bằng đá còn giúp cho một số công việc mới xuất hiện như là nghề luyện kim, chế tạo công cụ lao động và chế tạo vũ khí. Đó là sự xuất hiện của công cụ lao động, bằng kim loại. Ở phần này các bạn sẽ đặt đầu dòng cho cô. Số 1, sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. Các bạn gạch đầu dòng thứ nhất, các bạn ghi cho cô. Vào thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Vào thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Phải. Con người tìm ra kim loại đầu tiên. Con người tìm ra kim loại đầu tiên. Là đồng đỏ. Là đồng đỏ. Phải. Rồi đồng thau và sắt. Rồi đồng thau và sắt. Gạch đầu dòng thứ hai. Việc chế tạo công cụ lao động bằng kim loại. Việc chế tạo công cụ lao động bằng kim loại. Giúp con người khai hoang. Giúp con người khai hoang. Tăng diện tích trồng trọt. Tăng diện tích trồng trọt. Trí Dũng ơi, con mở cam để giúp cô Trí Dũng. Vũ Phong viết bài đi chứ sao cô thấy không viết bài vậy Vũ Phong? Con không có tắt cam nữa nha Trí Dũng nha. Việc chế tạo công cụ lao động bằng kim loại. Giúp con người khai hoang. Tăng diện tích trồng trọt. Tăng diện tích trồng trọt. Xẻ gỗ đóng thuyền. Xẻ gỗ đóng thuyền. Dạ xong rồi cô, họ sẽ để cái bản. Khai thác mỏ luyện kim. Phải khai thác mỏ. Phải luyện kim. Chấm ba chấm. Được.
cô tắt mic rồi cô ơi. Phần số 2, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Rồi, các bạn hãy cho cô biết nè. Bạn Quốc Khánh ơi, Quốc Khánh đọc giùm cô thông tin trong sách giáo khoa đi con. Sách giáo khoa trang 28, con đọc thông tin trong sách giáo khoa đi con. Số 2, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Rồi, đọc đi Quốc Khánh. Dạ thưa cô à, nhờ có công cụ lao động bằng kim loại vào cuối thời nguyên thủy, con người có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa. Những sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người. Quá trình cảm ơn con. Các bạn thấy nè, nhờ sự xuất hiện công cụ bằng kim loại vào cuối thời nguyên thủy, con người đã tạo ra được một cái sản phẩm dư thừa, và những sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người. Và quá trình phân hóa xã hội và tan rã của xã hội nguyên thủy ở các nơi trên thế giới chúng ta thấy không giống nhau. Và bây giờ các bạn nhìn vào cho cô nè. Nhìn vào cho cô được đồ 5.5, đọc cho cô. Lý Hoàng Đạt đọc cho cô hình 5.5, đó là sơ đồ gì con? Dạ tôi coi là hình 5.5, sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào sơ đồ nè, các bạn hãy cho cô biết xem. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa xã hội thành người giàu và người nghèo. Xã hội nguyên thủy chúng ta thấy ở xã hội nguyên thủy, tại sao sự xuất hiện sự phân hóa thành người giàu và người nghèo, nguyên nhân nào vậy tụi con? Em thì em dạ em Vĩnh Dũng à. Cô mời, để cô mời bạn khác thử nha con. Học Minh ơi. Dạ ơi. Con nhìn vào cho cô lượt đồ nha. Con thấy là xã hội nguyên thủy trước đây là gồm có công xã thị tộc. Đúng chưa? Gồm có người đứng đầu là thị tộc. Đây, nhưng mà về sau khi xuất hiện kim loại, công cụ bằng kim loại, thì nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện phân hóa người giàu và người nghèo có? Học Minh không biết hả con? Dạ cô, thì con giàu hơn. Rồi, vậy thì Tín Dũng hỗ trợ đi con. Tín Dũng hỗ trợ dạ, đi. Dạ thưa cô, là đến người giàu và người nghèo là vì sản phẩm bị dư thừa thường xuyên, cho nên là những người đứng đầu thì tộc họ chiếm lấy những cái sản phẩm dư thừa đó và họ trở thành người giàu, còn những thành viên thị tộc kia thì họ không có nha, họ trở thành người nghèo. À đúng rồi, bạn Tín Dũng trả lời rất là chính xác luôn đó tụi con. Tụi con lưu ý giùm cô nha. Xã hội nguyên thủy trước đây là sống thành bộ tộc, sống thành công xã thị tộc, gồm có người đứng đầu gọi là thị tộc hay còn gọi là tộc trưởng. Rồi sau đó là có các thị tộc sống chung với nhau, họ có quan hệ họ hàng gắn bó với nhau thành bộ lạc. Hôm trước cô đã dạy cho các bạn ở bài số 4 rồi, các bạn thấy không? Nhưng mà từ khi xuất hiện công cụ lao động bằng kim loại, công cụ lao động bằng kim loại đã giúp cho con người có thể tạo ra một cái sản phẩm dư thừa. Và chính vì sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người.
Người nào có nhiều sản phẩm dư thừa thì chúng ta gọi đó chính là người giàu. Và người mà có ít sản phẩm dư thừa thường xuyên thì gọi là người nghèo. Và các bạn nắm được chưa? Nhắc lại dùm cô đi học Minh. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân hóa xã hội thành người giàu và người nghèo con? Đọc lớn lên dùm cô đi con. Học Minh. Nhìn lên màn hình đọc lớn lên dùm cô đi con. Học Minh ơi, sao con không đọc lớn lên con? Học Minh ơi, con mở mic chưa vậy Học Minh? Con nói to lên nha Học Minh ơi. Mình chỗ đó sống hơi bị yếu quá cô. Cô cảm ơn Học Minh nha. Dư thừa thường xuyên đó cô. Thôi Học Minh ơi, lần sau con nói lớn lên nha. Cảm ơn con nhiều. Khánh Trinh ơi. Khánh Trinh à, đọc lớn lên giùm cô đi con. Dạ thưa cô, là kim loại xuất hiện, sản xuất phát triển, sản phẩm dư thừa xuất hiện giàu nghèo. À rồi, các bạn nắm được cho cô nha. Bây giờ các bạn hãy cho cô biết nè. Vậy thì mối quan hệ giữa người với người như thế nào trong xã hội có phân hóa giàu nghèo? Để con nghe Huỳnh đây. Em Huỳnh đây. Trả lời cho con. Để tôi coi là người giàu là quan hệ là giai cấp thống trị, còn người nghèo là giai cấp bị trị. Rồi mà mối quan hệ giữa hai giai cấp này như thế nào con? Dạ là nó khác nhau. Quan hệ gì? Quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị có quan hệ với nhau là quan hệ bất bình đẳng. À đúng rồi, các bạn nhớ nha, quan hệ bất bình đẳng có nghĩa là quan hệ không bình đẳng. Đúng không các bạn? Các bạn thấy là chính vì sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại làm cho sản xuất dư thừa, sản phẩm dư thừa. Và khi sản phẩm dư thừa xuất hiện thì có những người có nhiều sản phẩm thì trở thành người nghèo, có ít sản phẩm thì trở thành người nghèo, ít sản phẩm trở thành người nghèo, còn nhiều sản phẩm thì trở thành người giàu. Và lúc này mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo thể hiện ở hai giai cấp, đó là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Và mối quan hệ này được gọi là mối quan hệ bất bình đẳng, có nghĩa là không bình đẳng. Rồi, từ mối quan hệ bình đẳng ở xã hội nguyên thủy sang xã hội giai cấp, chúng ta thấy mối quan hệ này nó có sự thay đổi từ quan hệ bất bình đẳng. Đấy, chúng ta thấy là thay cho quan hệ bình đẳng. Trước đây là cùng các quan hệ họ hàng huyết thống có mối quan hệ bình đẳng với nhau, gắn bó với nhau thành bộ lạc. Nhưng đến xã hội có giai cấp, khi đã phân hóa thành giai cấp thống trị và giai cấp bị trị thì chúng ta thấy mối quan hệ này được thay đổi trở thành quan hệ bất bình đẳng. Các bạn hiểu được nha. Rồi, vậy thì vì sao xã hội nguyên thủy ở phương Đông? Vì sao xã hội nguyên thủy ở phương Đông không phân hóa triệt để? Rồi, các bạn nhìn vào sách giáo khoa. Dạ, các Tiến Dũng ạ. Tiến Dũng trả lời cho cô đi con. Dạ, thưa cô, là dựa vào sách giáo khoa. Theo con là vào cuối thời nguyên thủy, cư dân phương Đông sinh sống và làm nông nghiệp chủ yếu bên các dòng sông, đất phù sa màu mỡ thuận tiện để sử dụng công cụ đá và đồng đỏ. Trong điều kiện đó họ thường sống quần tụ, cùng đào mương, đắp đê chống giặc ngoại xâm. Do vậy sự liên kết giữa các cộng đồng và nhiều tập tục của xã hội nguyên thủy vẫn tiếp tục bảo lưu ạ. À đúng rồi, vậy các bạn nhớ dùng cô nha. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông chưa có sự phân hóa giữa người giàu và người nghèo.
Vì lúc này từ trong tin như là thông tin trong sách giáo khoa các bạn thấy là gì? Họ vẫn sống quây quần với nhau, cùng đào mương, cùng đắp đê, cùng trà chống giặc ngoại xâm, vẫn có sự quan hệ hỗ trợ nhau trong lao động. Do đó chúng ta thấy là vẫn còn tồn tại sự tồn tại của công xã nông thôn. Vậy thì các bạn thấy được là không phải trên thế giới sự xuất hiện của quá trình phân hóa xã hội và tan rã của xã hội nguyên thủy trên thế giới không giống nhau và diễn ra không đồng đều. Ở một số khu vực thì chúng ta thấy quá trình phân hóa và tan rã của xã hội nguyên thủy thay vào đó là xã hội có giai cấp, nhưng ở phương Đông thì vẫn còn xã hội nguyên thủy chưa tan rã. Các bạn nắm được cho cô phần này nha. Đây, ở phần này các bạn lưu ý dùng cô, gạch đầu dòng các bạn ghi cho cô. Nhờ có kim loại, phần số 2 các bạn ghi cho cô, nhờ có kim loại. Nhờ có kim loại phải con người tăng năng suất lao động. Con người tăng năng suất lao động. Nên sản phẩm dư thừa thường xuyên. Nên sản phẩm dư thừa thường xuyên. Phải phân hóa giàu nghèo. Phân hóa giàu nghèo. Gạch đầu dòng thứ hai. Quá trình phân hóa xã hội. Quá trình phân hóa xã hội. Và tan rã của xã hội nguyên thủy. Và tan rã của xã hội nguyên thủy. Ở các nơi trên thế giới không giống nhau. Ở các nơi trên thế giới không giống nhau. Dạ con nghĩ xong rồi, dạ để các bạn. Dạ con cũng vậy. Đúng rồi, con cảm ơn con. Con cũng vậy. Và xong rồi con. Rồi, các bạn sang cho cô phần số 3. Rồi, con chưa xong cô. Cô ơi, con xong rồi cô. Gia Khang ơi, Gia Khang, con viết xong chưa? Dạ xong rồi cô ạ. À rồi, cô cảm ơn con. Rồi, các bạn sang cho cô phần số 3. Chưa xong Việt cô, Nam cô, con chưa ghi xong thôi. Bạn nào ghi
ghi xong rồi, các bạn đọc sách giáo khoa giúp cô nha. Các bạn ghi xong rồi, các bạn đọc sách giáo khoa trang 29 nha con. Đọc sách giáo khoa trang 29. Dạ. Học Minh ơi, viết xong chưa con? Đã rồi. Tạ Bùi Đình ơi, Tạ Bùi Đình viết xong chưa? Xong rồi. Chưa con? Dạ rồi. À giờ bây giờ các bạn sang cho cô phần số 3. Phần số 3. Rồi bây giờ các bạn quan sát cho cô. Đào Bảo Nhi ơi, Đào Bảo Nhi, con nhìn cho cô sách giáo khoa trang 39, con đọc cho cô hình ảnh hình 5.6, 5.7, 5.8 và 5.9 đi con. 5.6 là gì con? Đó. Con nhìn vào hình 5.9, 5.6 đi con. Hình 5.6 trang 29, hình 5.6 là hình gì con? Cô hình 5.6 là công cụ mũi nhọn và lưỡi câu, mũi giáo hoa sen ạ. Rồi hình 5.7 cô là đồ gốm phùng nguyên, tượng gà bằng đất, đồ đậu. Còn 5.9 là tượng người ngồi bó gối bằng đồng Gò Mun. À rồi các bạn nhìn cho cô, các bạn thấy đó chính là nguồn tư liệu hiện vật. À, hãy quan sát cho cô những hình và thông tin trong sách giáo khoa. Bạn Quang Anh ơi, Quang Anh đọc cho cô sách giáo khoa đi con. Dạ. Cách đây 4.000 năm, xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng gắn với các nền văn hóa như Phùng Nguyên, Phú Thọ, Đồng Đạo, Vĩnh Phúc, Gò Mun, Phú Thọ. Dấu ấn đầu tiên tạo nên sự chuyển biến này là việc cư dân phát minh ra thuật luyện kim và chế tác dụng cụ lao động vũ khí bằng đồng. Rồi, cảm ơn tụi con. Vậy các bạn thấy được là những nét cơ bản của xã hội nguyên thủy của Việt Nam trong quá trình tan rã. Cách đây 4.000 năm, xã hội nguyên thủy của Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng. Có những chuyển biến quan trọng nào? Trả lời giúp cho cô với con. Đây, các bạn thấy nè. Qua cái bản Quỳnh Anh mới đọc cho mình nghe đó. Đà Bảo Nhi ơi, Bảo Nhi. Bảo Nhi ơi, con tập trung đi con. Vâng ạ. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè, cách đây 4.000 năm xã hội nguyên thủy của Việt Nam có những chuyển biến quan trọng nào? Có những chuyển biến quan trọng nào vậy? Dạ. Dạ con đi nhiều không ạ? Dạ con hoàn toàn. Con nghe được. Mời cô mời bạn Anh Quân đi, cô mời bạn Anh Quân. Anh Quân ơi. Dạ. Trần Anh Quân. Trần Anh Quân, cơ sở 2 đó con. Dạ. Rồi con cho cô biết xem một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy Việt Nam trong quá trình tan rã. Cô mời bạn Anh Quân không trả lời được cho cô rồi, cô mời bạn Yến Oanh đi con. Yến Oanh. Con học tiếng cô. Con đọc cho cô sách giáo khoa coi trang 29 đi con. Con không có sách cô ơi. À con không có sách hả? Ồ, con cố gắng mua sách nha con. Đây, bạn Nguyễn Chu Minh. Nguyễn Chu Minh. Dạ. Dạ cô. Con trả lời cho cô coi, cách đây 4.000 năm xã hội nguyên thủy của Việt Nam có những chuyển biến quan trọng nào con? Dạ. Sách giáo khoa con có không? Con có. Trang 29 đi con.
Dạ rồi. Rồi, cách đây 4.000 năm xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng nào? Đã chuyển biến quan trọng gắn với các người đang nói như phù nguyên khí hậu. Phát minh ra thuật luyện kim và biết chế các công cụ lao động vũ khí bằng đồng. À, các bạn thấy được là gì đây? Khi cách đây 4.000 năm xã hội nguyên thủy của Việt Nam có những chuyển biến quan trọng, đó chính là gì? Đó là nền văn hóa như là Phùng Nguyên Phú Thọ. Vậy thì nền văn hóa Phùng Nguyên Phú Thọ là gì? Các bạn nhìn lên màn hình các bạn thấy nè. Bạn Tín Dũng đọc giùm cô đi con. Nền văn hóa Phùng Nguyên đó là gì con? Dạ thưa cô, là nền văn hóa Phùng Nguyên là giai đoạn mở đầu cho quá trình hình thành dân tộc và quốc gia của người Việt cổ. Nhiều nhà nghiên cứu coi Phùng Nguyên như một giai đoạn mở đầu cho quá trình hình thành nhà nước đầu tiên, nước Văn Lang ở miền Bắc Việt Nam. À đúng rồi, các bạn thấy đó chính là nền văn hóa Phùng Nguyên. Còn nền văn hóa Đồng Đậu là gì Hoàng Đạt? Dạ thưa cô, là văn hóa Đồng Đậu thuộc xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, được các cán bộ văn hóa của tỉnh phát hiện năm 1962. Qua 6 lần khai quật đã phát hiện hàng vạn hiện vật đồ đá, đồ đồng, gốm, xương sừng. Nền văn hóa này có niên đại mở đầu vào khoảng thế kỷ 15 đến 14 trước công nguyên và chấm dứt thế kỷ 10 đến 9 trước công nguyên. Đây, còn nền văn hóa Gò Mun, Yến Oan đọc dùm cô, nền văn hóa Gò Mun là gì con? Dạ thưa cô, văn hóa Gò Mun có niên đại cách nay khoảng 2.500 năm tới 3.000 năm, là nền văn hóa hậu kỳ thời đại Đồng Thao và Tiền Đông Sơn, sơ đồ sắc, phân bố ở miền Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, trùng với địa bàn phân bố của văn hóa Đồng Đậu và văn hóa Phùng Nguyên. À đúng rồi, vậy các bạn nắm hiểu được chưa? Cô giới thiệu cho các bạn một số nền văn hóa. Vậy thì các bạn nhớ dùm cô nè, ở Việt Nam chào cuối thế kỷ, Việt Nam cuối thời kỳ nguyên thủy, một số nét cơ bản của xã hội Việt Nam trong quá trình tan rã, đó chính là chúng ta thấy đầu tiên thể hiện qua ba nền văn hóa, đó là Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun. Nền văn hóa này chứng tỏ người nguyên thủy đã mở rộng địa bàn cư trú, chuyển dần xuống vùng đồng bằng, và cư dân đã phát minh ra thuật luyện kim, chế tạo công cụ vũ khí bằng đồng, và ngoài ra đồ gốm phát triển đẹp, định cư ven sông. Định cư ven sông nè, rồi các con sông có đời sống tinh thần phong phú hơn. Đó chính là một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy Việt Nam trong quá trình tan rã. Rồi các bạn gạch đầu dòng. Ồ, như sao đây cô? Đây, các bạn ghi dùm cô. Hơn 4.000 năm trước đây. Hơn 4.000 năm trước đây. Ôi, hơn 4.000 năm trước đây. Cắt mic đi tụi con. Hơn 4.000 năm trước đây, phải xã hội nguyên thủy Việt Nam. Xã hội nguyên thủy Việt Nam. Có chuyển biến
trải qua văn hóa Phùng Nguyên. Trải qua văn hóa Phùng Nguyên. Phải đồng đậu. Phải gò mun. Với Phật liệt. Với Phật liệt kim. Với Phật liệt kim. Học Minh ơi, tắt mic đi Học Minh. Cô ơi, cô chơi với kịp tới cô. À, chỗ cô đọc cô ơi. Con đến đâu rồi? Dạ, tôi cô là lúc hồi nãy là con lây quay đi kiếm cái bút đỏ cho nên giờ con mới tới có xã hả xã hội Nguyên Thị à cô ơi. Nguyên Thị à cô ơi. Xã hội Nguyên Thủy Việt Nam có chuyển biến trải qua văn hóa Phùng Nguyên. Tiếp cho tụi con nghe nha. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại giúp cư dân mở rộng địa bàn cư trú. Giúp cư dân mở rộng địa bàn cư trú. Dạ con biết xong rồi nhà, con xin được các bạn. Rồi. Con dạ con cũng vậy. Bạn nào viết xong rồi thì các bạn gạch ngang qua, các bạn viết cho cô. Chương 3 xã hội cổ đại. Bạn nào viết xong rồi các bạn gạch ngang qua, các bạn viết cho cô chương 3 xã hội cổ đại. Rồi sau đó các bạn viết cho cô bài số 6 Ai Cập cổ đại. Bài số 6 Ai Cập cổ đại. Ủa cô vậy thì bài chúng ta đã qua được xã hội Nguyên Thủy rồi đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta học đã xong phần xã hội Nguyên Thủy rồi. Bây giờ Minh Lộc ơi, mở cam lên Minh Lộc. Chúng ta kết thúc cái phần xã hội Nguyên Thủy. Hôm nay chúng ta sẽ thời kỳ Nguyên Thủy chương 2 là chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ các bạn sang chương số 3. Chương số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về xã hội cổ đại. Chương 3 chúng ta sẽ học về xã hội cổ đại.
Yến Hoan ơi. Yến Hoan. Dạ cô. Con đang ở thành phố hay là con đang ở quê? Dạ con đang ở thành phố. Con ở quận nào con? Dạ con ở quận 8. À, con chỉ có nói với ba hoặc mẹ ghé qua trường lấy sách cho con nha. Dạ. Ghé qua trường lấy sách nha. Dạ. À, nói thì nói ba hoặc mẹ hoặc là hỏi thử bên trường xem rồi có rác nó giao tận nhà không nha con. Chứ còn con học một học kỳ mà con không có sách là con không có theo kịp các bạn nha con. Rồi bây giờ các bạn xong rồi ha. À, các bạn kết thúc cho cô chương số 2. Cắt đứt đi con. Cô ơi cô, nãy giờ cô có mời con không? Tại con, tại lúc mà trước khi cô mời bạn đã tiếng tiếng Dũng thì con nghe gì ăn đó cô. À, rồi thôi để tình sau cô gọi con sau nha. Thì từ nãy giờ cô muốn gọi con. Tại nãy gọi con nhưng mà con không có nghe. Nha. Rồi, các bạn tắt mic đi con. Rồi các bạn ơi, xong chưa cô? Cô tắt đi, cô sang cho chương 3 nha tụi con. Dạ. Được rồi cô. Rồi. Cô sẽ học Ai Cập. Các bạn mở sách giáo khoa cho cô đi con. Dạ, con đã mở sách giờ. Rồi các bạn mở dùng cô sách giáo khoa. Các bạn cho cô biết xem xã hội cổ đại. Xã hội cổ đại. Bạn Trần Anh Quân ơi. Trần Anh Quân. Dạ. Có sách không? Dạ có. Đây, bạn đọc dùm cô coi xã hội cổ đại trang 31 đó con. Trang 31 giới thiệu cho cô về chương 3 xã hội cổ đại đi con. Đọc lớn lên dùm cô đi con. Cô ơi. Làm sao con? Cho con đi vệ sinh nha cô. Ừ, con đi vệ sinh đi. Anh Quân ơi, con có mở được không? Dạ được cô. Ừ, đọc dùm cô đi con. Ở phần giới thiệu xã hội cổ đại đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Là khoảng 3.500 đến 3.000 năm trước công nguyên, cư dân sống bên những dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi đã biết luyện kim, làm nông nghiệp, chăn nuôi, gia súc và quan trọng hơn họ đã sáng tạo ra chữ viết. Họ cũng là chủ nhân của những nhà nước đầu tiên trong lịch sử nhân loại hơn 2.000 năm. Sau đó, nhà nước xuất hiện ở châu Âu bắt đầu từ vùng địa Trung Hải và phát triển rất khác so với các nhà nước cổ đại ở châu Á và châu Phi. Trong chương này, các em sẽ được tìm hiểu Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 7. Dạ, đến thế kỷ thứ 7, Hy Lạp và La Mã cổ đại. À, đúng rồi. Các bạn thấy là ở phần chương xã hội cổ đại phương Đông là chúng ta sẽ học tất cả là 4 bài nha tụi con. Tất cả là 4 bài. 5 bài chứ cô? À, 5 bài, đúng rồi. Thế bây giờ phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu cho cô bài đầu tiên. Các bạn cho cô bài số 6, Ai Cập cổ đại. Bài số 6, Ai Cập cổ đại. Ông biết bộ. Các bạn lưu ý dùng cô quá trình thành lập. Phần số 1, các bạn tìm hiểu về quá trình thành lập. Cô ơi, trong sách ghi là phần số 2 rồi cô. Đúng cái rồi, phần số 1 là giảm tải công nghiệp nha tụi con.
phần số 1 là giảm tải không học nha tụi con. Rồi bây giờ các bạn sang cho cô phần số 2. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Dạ. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Rồi bây giờ các bạn đọc thông tin trong sách giáo khoa. Quan sát hình 6.4 trang 34 và trả lời các câu hỏi về quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Cho cô biết xem cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở đâu? Cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở đâu? Bạn nào biết nè? Ngọc Thủy biết không con? Được rồi, rất nhiều rồi cô. Ngọc Thủy, tụi con chịu khó nhìn sách giáo khoa nha tụi con, tại vì đây là nguồn sử liệu. Các bạn phải quan sát sách giáo khoa thì các bạn mới có thể tìm hiểu được nội dung của bài học. Cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở đâu vậy con? Ngọc Thủy con. Ngọc Thủy ơi. Ngọc Thủy có nghe cô hỏi không con? Ngọc Thủy ơi, con đang làm gì á? Con hỏi cô. Ngọc Thủy. Dạ, cô gọi bạn khác đi, cô chắc đang làm việc riêng rồi, không có nghe gọi rồi. Rồi, bạn Tính Trọng, Bạn Tính Trọng. Dạ. Tính Trọng cho cô biết cho con. Dạ. Ôi, bạn Ngọc Thủy chết rồi cô. Bạn Ngọc Thủy chết cái gì đó cô. Con nhìn vào sách giáo khoa trang 34 đi Tính Trọng. Trang 34 dạ, Tính Trọng. Rồi bây giờ con cho cô biết xem là cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở đâu vậy con? Dạ tôi cô không chưa có sách cô. À vậy cô cảm ơn con. Bạn Tính Dũng đọc lớn sách giáo khoa dùm cô cho một số bạn nghe đi con. Dạ con anh Tiến Dũng cơ, cần bạn Tiến Dũng. À dạ bạn Dũng, bạn Tiến Dũng. Dạ. Dạ thưa cô là cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở vùng lưu vực sông Nin, họ sống theo từng công xã gọi là nôm. Từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, các nôm miền Bắc hợp thành Hạ Ai Cập, các nôm miền Nam hợp thành Thượng Ai Cập. Khoảng năm 3000 trước công nguyên, vua Nam Mơ hay vua Menes. Nhà Bảo ơi, mở cao lên nhà Bảo. Thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập. Nhà nước Ai Cập ra đời. À đúng rồi, các bạn thấy nè, quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại, các bạn quan sát các bạn thấy cho cô nha. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại thì như Tín Dũng đã cho chúng ta thấy rồi, cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở vùng lưu vực sông Nin. Lưu vực sông Nin. Bây giờ cô cho các bạn quan sát nè, hình ảnh về cư trú của lưu vực sông Nin. Các bạn chờ cô chút nha tụi con. Thank you.
xin lỗi các bạn trước, nó bị lỗi rồi. Các bạn chờ cô chút nha, nó bị lỗi rồi đó đúng không? Dạ, con sẽ chờ cô. Ừ. À, các bạn nhìn thấy hình chưa? Dạ thấy rồi. Con nhìn thấy rồi. Thấy chưa? Rồi, rồi các bạn thấy được. Các bạn nhìn vào cho cô sách giáo khoa trang 32 đi đủ không? Nhìn vào sách giáo khoa trang 32. Rồi, các bạn nhìn vào hình 32. Hoàng Đạt đọc cho cô hình 6.1 đi con. Để thưa cô là lược đồ Ai Cập cổ đại khoảng 3.000 trước công nguyên đến 30 trước công nguyên. À đúng rồi, các bạn nhìn vào hình sách giáo khoa giúp cô nha tụi con. Các bạn thấy là dòng sông Nin. Dòng sông Nin. Nhìn đó cô, dòng sông Nin thấy chưa? Các bạn thấy là dòng sông Nin được đổ ra biển nào tụi con? Đổ ra biển nào đó? Tín Dũng. Dạ thưa cô, là theo con là để trong cái này con nhìn thấy sông Nin đổ ra biển Địa Trung Hải ạ. À đúng rồi, các bạn thấy nè, dọc hai bờ sông Nin, dọc hai bờ sông Nin là nơi cư trú của cư dân Ai Cập cổ đại. Đúng chưa? Họ sống với nhau từng trong xã gọi là nôm. Từ thiên niên kỷ là nôm miền Bắc thì chúng ta thấy hợp thành Hạ Ai Cập. Các bạn nhìn thấy chữ Hạ Ai Cập chưa? Phía bắc của sông Nin thì người ta sống thành hợp lại với nhau thành Hạ Ai Cập. Rồi nôm miền nam thì ở khu vực phía nam ở sông Nin thì người ta sống chung với nhau thành Thượng Ai Cập. Các bạn nắm được chưa? Rồi đến khoảng năm 3000 trước công nguyên, vua Nam Mơ hay đã thống nhất Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập thành một nước gọi là nước Ai Cập ra đời. Đó, các bạn nắm được cho cô nha phần này. Rồi bây giờ các bạn đọc cho cô phần em có biết Nguyễn Chu Minh. Nguyễn Chu Minh đọc cho cô phần em có biết. Dạ, em có biết. Minh Đại Nam Mô Minh Đại. Cái âm thanh của con nó hơi bị âm thanh của con có hai mà Nguyễn Đại chiến thắng của vua Nam Mô. Lớn lên con. Nam Mô với sự ủng hộ thần Hương Ước, sự thần bảo hộ của các cô ta ông. Rồi cô cảm ơn chị con cô... Rồi cảm ơn con nè. Cái âm thanh của con nó hơi bị gò ấy một chút. Bây giờ cô ơi, bạn con nãy giờ bạn chưa biết đọc gì vậy cô? Con cô bạn Mỹ Du ơi, Mỹ Du đọc dùm cô cái phần em có biết đi con. Mỹ Du. Dạ. Đọc phiến đá phần. Phiến đá Nam Mô niên đại 3200. Đọc đi con. Trước công nguyên 3000 trước công nguyên có hai mặt diễn tả chiến thắng của vua Nam Mô với sự ủng hộ của phần Horus, vị thần bảo hộ của các pharaon, biểu hiện là chiêm ân. Hình ảnh vua Nam Mơ đội cả hai vương miện thượng Ai Cập ở mặt một, sử liệu cho biết là màu trắng, vương miện hạ Ai Cập hai ở mặt hai, sử liệu cho biết là màu đỏ, diễn tả sự thống nhất thượng hạ nhất thượng và hạ Ai Cập trong quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. À đúng rồi. Vậy bây giờ qua phần đọc em có biết trang 34, em hãy cho biết quá trình thống nhất Ai Cập. Quá trình thống nhất Ai Cập cổ đại bằng chiến tranh được thể hiện như thế nào trên phiến đá Nam Mơ? Dạ. Mình đi nhiều. Làm sao con?
Dạ con, nhiều bạn khác. Cô ơi, cô ơi, sao tự nhiên con thấy có một cái dấu hình chữ nhật che lại cái chữ đó cô, con thấy con hỏi. Thí dụ mời, mời tham lên. Cô đọc cho con nha. Dạ. Nó bị che đi rồi. Bị che hết rồi. Qua phần đọc em có biết. Trang 34 á. Quá trình thống nhất Ai Cập cổ đại bằng chiến tranh được thể hiện như chê thế nào trên phiến đá phanh nơ? Dạ, con Tiến Dũng à. Rồi, Tiến Dũng. Dạ, dạ, dạ thưa cô là phiến đá Nam Mơ Nam Mơ là những người kế vị đã cai trị Ai Cập theo hình thức chê chuyện con nói à cô. À, còn phiên đá Nam Mơ có hai mặt diễn tả chiến thắng của vua Nam Mơ với sự ủng hộ của thần Horus, vị thần bảo hộ của các pharaoh, biểu hiện là chim ưng. Hình ảnh vua Nam Mơ đội cả hai vương miện thượng Ai Cập ở mặt một sử liệu cho biết là màu trắng, vương miện hạ Ai Cập ở mặt hai sử liệu cho biết là màu đỏ, diễn tả sự thống nhất thượng và hạ Ai Cập trong quá trình hình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại à? Đúng rồi, các bạn lưu ý giùm cô nha. Vậy thì các bạn thấy là gì đây? À, quá trình thống nhất Ai Cập cổ đại bằng phiến đá được thể hiện trên phiến đá Nam Mơ như thế nào? Bây giờ thứ nhất chúng ta thấy vua Va Mơ đổi cả hai vương miện ở thượng Ai Cập màu trắng và hạ Ai Cập màu đỏ. Đó, chúng ta thấy được hai cái vương miện. Thì hai vương miện này đã thể hiện là gì? Thể hiện sự thống nhất giữa hai miền, đó là miền thượng Ai Cập và hạ Ai Cập. Rồi chúng ta nhìn hình ảnh người đàn ông chỉ tay vào người đang quỳ gối bên dưới ở mặt một. Hình ảnh người đàn ông dẫn đầu hàng quân có đội vũ khí hai mặt. Hình như có con sư tử không cô, cái mặt cái hình mặt nó giống như sư tử cổ dài á cô, cả hai sư tử nó giống như chéo nhau vậy đó cô. À rồi con nhìn mình thấy hình gì nữa không con? Dạ con còn nhìn thấy cái hình mà có mấy người bị lộn ngược với cô. À con còn nhìn thấy còn có những cái con chim á cô, con nhìn thấy còn và ở trên có con trâu, có con trâu, nó con trâu, hai con trâu. Hai con trâu. Rồi con dạ. À dạ thưa cô, là có con người. Con thấy có ông vua đang cầm cái gì đó. Con không biết cái đó gọi là cái gì. À con còn thấy còn có người thì đang đang cầm cái cầm, gì đang đó. Cầm cái cây gì đó. À con còn thấy có một người sắp bị trâu hút nữa cô. À có một người có bị trâu hút nữa. Rồi con thấy gì nữa không? Dạ bảo cơ sở 1 ơi, đâu rồi con? Dạ, có rất là nhiều người đang quỳ nữa cô. À, có rất là nhiều người ta đang quỳ nữa. Rồi. Dạ. Dạ bảo cơ sở 1 ơi. Con thấy có mấy người họ đang xiềng xích hai cái con sư tử lại với nhau ấy cô. À, người ta còn xiềng xích hai con sư tử. Bởi vì con thấy có 5 người, 5 người mà không có đầu á. 5 người không có đầu. What? 5 người có đầu luôn. Dạ đúng rồi cô, nó không dạ, có đầu. Dạ con thấy là trên con mỗi phiến đá là bên trên góc trên cùng bên trái là họ có ghi con số. Họ có ghi những con số để cho bây giờ con 1 6 9. Rồi cô có cảm ơn tụi con nè, bây giờ tụi con nhìn thấy màn hình lại chưa? Dạ rồi. À, bây giờ tại vì cái bài của cô nó bị lỗi hay sao á, nãy giờ cô coi không chiếu không được, bây giờ cô giảng lại các bạn một chút nha. Về quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại, các bạn nhìn lên màn hình mà các bạn thấy nè, đây các bạn thấy dòng sông Nin nè. Duy Hưng ơi, Duy Hưng tập trung đi con. Các bạn thấy nè, đây là dòng sông Nin đúng chưa? Thì các bạn thấy dòng sông Nin họ sống chung với nhau gọi là nôm. Họ sống chung với nhau từng thành từng công xã gọi là nôm nha. Từ thiên niên kỷ thứ 6, các nôm miền Bắc hợp lại người ta gọi là Hạ Ai Cập. Các bạn thấy chữ Hạ Ai Cập không? Rồi, các nôm miền Nam sống chung với nhau thì gọi là Thượng Ai Cập.
À, được chưa? Các bạn nhớ chưa? Thượng Ai Cập là phía đầu của sông Nin, còn hạ Ai Cập là phía dưới của sông Nin. Nha. Thì đó là khoảng đây, cách đây là thiên niên kỷ thứ tư. Nhưng đến khoảng 3.000 năm trước công nguyên, vua Nam Mơ đã thống nhất cả Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, thành lập ra nước Ai Cập, thành lập ra nước Ai Cập. Các bạn nắm được chưa? Đó là nơi cư trú của cư dân Ai Cập cổ đại. Bây giờ không? Ở gần lưu vực của sông Nin, có nghĩa là nằm bên bờ sông Nin đó tụi con. Bà ơi, nha, đúng bây giờ các bạn thấy là mời đi qua cái hình ảnh của phần em có biết để chúng ta thấy là gì đây. Cái vương biển nào, tụi con nhìn cái vương biển mẫn luôn mà. Trên phiến đá Nam Mơ, trên phiến đá Nam Mơ, vua Nam Mơ đã đổi cả hai vương biển. Vương biển Thượng Ai Cập màu trắng và Hạ Ai Cập màu đỏ. Thì vua đã đội cả hai vương miện này, đó là thể hiện sự thống nhất nhà nước Ai Cập cổ đại, sự thống nhất của hai nôm Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập với nhau. Được chưa? Rồi. Ủa cô? Làm cô sao có? Cô, làm sao mà một người mà đội được cả hai cô? Ở hai mặt của phiến đá, của ở hai mặt của phiến đá người ta thấy là cái có cả hai cái vương miện để thấy được sự thống nhất, mặt trước là màu trắng, mặt sau là màu đỏ, để thấy sự thống nhất, sự thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập thành một, đó chính là nhà nước Ai Cập cổ đại. Rồi bây giờ các bạn nhìn lên, nhìn lên phiến đá thì chúng ta thấy là gì đây? Ở phiến đá hình người đàn ông chỉ tay vào một người đang quỳ, các bạn thấy nè. Được chưa? Hình người đàn ông chỉ tay vào người đang quỳ bên dưới ở mặt 1. Mặt số 1 đó tụi con. Đây là còn ở hình số 2. Hình số 2 là mặt sau á. Thì chúng ta thấy là gì? Hình ảnh người đàn ông dẫn đầu một đoàn quân có vũ khí. Đó, các bạn nhìn thấy cái màu đỏ cố khăn vào không tụi con? Tụi con nhìn thấy màu đỏ cố khăn vào. Dạ thấy ạ. À, vậy thì ra hai hình ảnh này để cho chúng ta biết đó là gì? Đó là quá trình thống nhất bằng Ai Cập bằng chiến tranh đã được thể hiện trên hai phiến đá. Được chưa? Rồi. Vậy ở phần này các bạn gạch đầu dòng, các bạn viết giùm cô. Năm 2300 trước công nguyên. Năm 2300 trước công nguyên. Cô ơi, năm 3200 trước công nguyên mà cô. 3200. 3200 trước công nguyên. Phải. Phải. Vua Nam Mơn. Vua cô màn hình con mình đổ hay sao mà nó có mấy cái đường màu đen gì á cô? Để cô coi lại con nhé. Con thấy ngay chỗ chữ vua Nam Mơ hay là vua Menes vậy cô? Để cô coi lại sao cái màn hình nó bị lỗi rồi. Con thấy cái màn hình nó có một dấu gạch nó ngay chỗ quyền tớ cao gì á cô. À con thấy. Dạ được rồi. Được rồi. Cô nói lại vua gì đi cô. Vua Nam Mơ hay còn gọi là vua Menes hay còn gọi là vua Nemes nghe tụi con, trong sách giáo khoa nó ghi đó, vua Nam Mơ hay vua Nemes hay còn gọi là vua Nam vua Menes. Menes đúng rồi, Menes. Thống nhất các nôm ở Thượng và Hạ Ai Cập. Thống nhất các nôm ở Thượng và Hạ Ai Cập. Thành nước Ai Cập thống nhất.
thành nước Ai Cập thống nhất? Chấm xuống dòng. Cô ơi, vậy là người Ai Cập giờ không còn nữa rồi đúng không cô? Đúng rồi, chấm xuống dòng. Các pharaoh, các pharaoh có quyền tối cao, có quyền tối cao vậy cai trị theo hình thức gia truyền con nối. Cai trị theo hình thức cha truyền con nối. Rồi, gạch đầu dòng thứ ba. Gạch đầu dòng thứ ba. Năm 30 trước công nguyên. Năm 30 trước công nguyên. Người La Mã xâm chiếm Ai Cập. Người La Mã, xin lỗi. Ai Cập bị La Mã thống trị. Dạ con biết sao rồi ạ. Ai Cập bị La Mã thống trị. Ai Cập bị La Mã thống trị. Rồi, vậy các bạn nắm được quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại chưa tụi con? Và các bạn lưu ý nè, cô chốt lại nha. À, các bạn lưu ý dùm cô chốt lại nha. À, chúng ta thấy là gì đây? Nước Ai Cập cổ đại được thành lập đó là do gì? Do vua Namer hay còn gọi là vua Menes. Được chưa? Cách đây 3.200 năm trước công nguyên, vua Namer đã thống nhất Nôm. Nôm giống như cái bây giờ chúng ta gọi là nhà đó. Các cái Nôm ở Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập thành một nước Ai Cập thống nhất. Hiểu chưa các bạn? Trước đây người Ai Cập là người ta sống dọc theo dòng sông Nin. Ở phía bắc của sông Nin thì người ta gọi là Hạ Ai Cập. Phía nam của sông Nin thì gọi là Thượng Ai Cập. Người ta sống độc lập với nhau. Nhưng kể từ khi xuất hiện vua Namet thì vua đã thống nhất cả vùng Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập thành một nước Ai Cập cổ đại, thành chung một nước Ai Cập cổ đại nha các bạn. Rồi dạ. Các bạn thấy là gì? Ở thời vua Menes thì vua đã thống trị theo hình thức cha truyền con nối, và người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại đó là các pharaoh. Nha tụi con, đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là các pharaoh. Rồi. Ủa cô cho con hỏi. Vì sao pharaoh lại là quyền tối cao nhất mà không phải là những hình tượng khác? Đúng rồi, tại vì lúc đó theo hình thức là theo vua Namer. Theo vua Namer thì là người cai trị Ai Cập, là người đứng đầu Ai Cập cổ đại được gọi là các pharaoh. Các pharaoh có quyền lực tối cao, sở hữu toàn bộ đất đai của cải, có những quân đội riêng. Đó, các bạn thấy đó là các pharaoh. Nhớ nha tụi con, pharaoh là có quyền lực tối cao, cai trị các cái hình, cai trị tất cả luôn, đất đai của cải và có quân đội riêng.
Và nếu như các pharaoh này mà chết đi thì sẽ truyền cho con của mình. Đó, đó là cái quy định của vua Namer trong thời nhà nước cổ đại Ai Cập. Rồi đến nhưng mà đến năm 3000 trước công nguyên thì nước Ai Cập này bị quân La Mã thống trị. Năm 30 rồi cô. Thì đúng rồi, năm 30 trước công nguyên thì La Mã sang xâm chiếm Ai Cập. Quân A Mã đã sang thống trị nhà nước Ai Cập này. Và nước Ai Cập cổ đại này bị sụp đổ. Rồi các bạn nắm được quá trình nha, thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Ủa cô, sau khi bị La Mã thống trị thì Ai Cập còn đúng không cô, hay là cứ tiếp tục sụp đổ ra? Nhà nước Ai Cập Ai Cập còn. À, không còn nữa nha. Đây, bây giờ các bạn thấy nha. Nhưng mà trong thời gian tồn tại, nhà nước Ai Cập đã có những cái thành tựu văn hóa tiêu biểu nào? Mặc dù là nhà nước Ai Cập cổ đại được thành lập không lâu thì bị sụp đổ do quân La Mã sang thống trị. Nhưng mà trong thời gian thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại thì nhà nước đã có những cái thành tựu văn hóa tiêu biểu nào? Dạ câu mình đạt. Dạ con thấy nhiều người. Đây các bạn nhìn lên cái màn hình trước khi các qua cái phần đó thì các bạn nhìn lên đây các bạn thấy là sơ đồ lịch sử nhà nước Ai Cập 3000 năm trước công nguyên, Nemeth thống nhất Ai Cập thời kỳ cổ trung. Đúng rồi. Đến năm 2680 trước công nguyên thì thời kỳ cổ vương quốc bắt đầu. Rồi đến năm 2560 trước công nguyên thì kim tự tháp được xây dựng. Rồi đến năm 2050 trước công nguyên, thời kỳ Trung Vương quốc bắt đầu. Đến năm 1750 trước công nguyên, người Hyksos xâm lược Ai Cập. Rồi đến năm 1500 trước công nguyên, thời kỳ Tân Vương quốc bắt đầu. Đấy, chúng ta thấy một cái quá trình lịch sử nhà nước Ai Cập cổ đại. Và các bạn quan sát, các bạn thấy đây là hình ảnh của vua Namer, hay còn gọi là vua Menes. Đây là vị vua đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Các bạn nhìn hình ảnh về vị vua. Wow. Đây. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu mà nền văn hóa nhà nước Ai Cập cổ đại đã để lại. Chữ viết. Đó là chữ viết tượng hình viết trên giấy pipa papyrus. Cái phần này papyrus. Giấy này là giấy như thế nào? Hoàng Đạt lớn đọc lớn lên dùng cô đi con. Dạ thưa cô, là giấy papyrus được làm từ cây papyrus cao khoảng 2-3 mét, mọc hai bên bờ sông Nile. Đặc tính cứng cáp và rất bền của papyrus còn dùng để may buồm, làm dép, dệt thảm và các nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống Ai Cập cổ đại. À đúng rồi, các bạn thấy đó là giấy papyrus. Đây là chữ tượng hình viết trên giấy papyrus. Người ta sử dụng giấy papyrus để người ta có thể lưu trữ, có thể vẽ nha. Ngoài ra nền văn hóa khác như là Sĩ Duy Hưng, Bùi Sĩ Duy Hưng đọc lớn giùm cô đi con. Đọc lớn giùm cô đi trình bạn Hoàng Vũ Phong. Hoàng Vũ Phong ơi. Hoàng Vũ Phong. Dạ. Hệ thống chữ viết Ai Cập. Cô là hệ thống chữ viết Ai Cập, là hệ thống tượng hình xuất hiện lần đầu từ năm 6000 trước công nguyên. Tượng hình là tượng miêu tả
các từ ngữ mà chúng đại diện nhưng có những hạn chế nhất định. Rồi, giờ cô cảm ơn con. Rồi các bạn ơi, cái phần này các bạn về nhà các bạn đọc sách giáo khoa rồi đến ngày thứ 6. À, đến ngày thứ 3. Thứ 3 có tiếp rồi chúng ta học tiếp nha tụi con. Dạ. Hình như bây giờ hết giờ rồi đúng không tụi con? Dạ đúng rồi. Ủa cô Ai Cập có toán học không cô? Đúng rồi, Ai Cập có toán học mà. Cái này nó toán học không? Nghe nói. Đó con nghĩ là có. Rồi, có toán học đúng không tụi con? Dạ. Ừ, rồi đến thứ 2 thì chúng ta sẽ gặp nhau nha. Ủa cô, toán học nó kiểu dạng gì ta? Coi cô, cái kiểu gì mà sao nó đen xịu rồi cô. Màn hình. Rồi, vậy các bạn lưu ý dùm cô nha. Đến ngày thứ 3 chúng ta sẽ gặp nhau nè. Bây giờ nghe cô dặn nè. Tí nữa tụi con ơi, cái bài ôn tập hôm trước cô cho tụi con ôn á, tụi con ôn chưa? Dạ rồi, con được 10 điểm. À, chiều nay tụi con làm lại giúp cô bài kiểm tra đó nha tụi con. Cô Đình ơi, đọc một chữ cô. Nghe cái chữ đọc một chữ bạn đá khắc chữ tình hình, còn cái chữ kia con không nhìn thấy cô. Đúng rồi, bạn nào đang viết bậy lên đây. Bùi Đình ơi, Bùi Đình tí nữa con cố gắng làm bài cho tốt nha. Bùi Sĩ Duy Hưng ơi, chiều nay con cố làm bài cho tốt nha con. À, tất cả luôn hả cô? Ừ, con cô ôn lại cho 20 câu trắc nghiệm hôm trước đó nha tụi con. Dạ. Rồi, chiều nay làm bài nha. Cô chào tụi con nghỉ, tụi con đi ăn cơm đi. Dạ, con chào cô. Cô kiểm tra mấy câu gì cô? Cô kiểm tra mà cô có 10 câu trắc nghiệm thôi. Chắc một chút là xong đó nha tụi con. Nhưng mà tụi con... Rồi, mấy bạn, để cô dặn dò đã nha mấy bạn. Không có tự ý rời khỏi phòng học nha. Cô chưa dặn rồi. Dạ, con chào cô. Hẹn gặp con thứ 3 tuần sau. Dạ. Dạ, con sẽ chơi nhiều và con sẽ lắng nghe cô. Giờ cô đi rồi. Rồi mấy bạn nghe cô dặn nè. Cô chưa dặn không có rời khỏi lớp nha mấy bạn. Lúc nào học xong rồi giáo viên bộ môn chào, nhưng mà phải chờ cô dặn đã nha. Không phải chào rồi mấy bạn tắt luôn đâu. Rồi cô dặn nè, bây giờ nghỉ ngơi rồi mấy bạn coi lại cái bài kiểm tra môn sử địa hôm trước cô cho làm đó, coi lại để chiều nay mình kiểm tra nha. Bài này là kiểm tra lấy điểm thật nha mấy bạn. Bội Đình con coi lại kỹ bài nha Bội Đình. Rồi tất cả các bạn trong lớp đều coi lại bài kiểm tra nha. Ủa, cô chiều nay mình sẽ bắt đầu 2:55 là cô sẽ điểm danh ha. Cô ơi, còn cái kia thì sao cô? Cái nào con? Cái phần trước là mấy bài trước là cô cho làm là cô Lý sẽ lấy điểm cộng ha, còn điểm này là mình sẽ chuyển về trường nha mấy bạn. Rồi hiểu chưa? Cho nên bài này mình phải cố gắng mình làm cho thật tốt nha. Dạ. Rồi bây giờ lớp nghỉ ngơi, chiều nay 2:55 cô điểm danh nha. Dạ. Con chào cô. Con chào cô. Rồi nghỉ ngơi đi. Cô. Rồi cô đọc được rồi Trưng ơi.